Xin chào các em, hôm lớp 8 hôm nay thầy Quyến tiếp tục đi với các em buổi số 10, buổi về danh pháp các hợp chất vô cơ. Cụ thể hôm nay chúng ta sẽ học đại cương về muối. Bài muối thầy Quyến sẽ chia vào khoảng 3 video. Vậy thì đại cương về muối thì chúng ta sẽ học về cái gì? Thì chúng ta sẽ làm quen với cái chúng ta đi về cái mục thứ nhất, đó là khái niệm về muối. Thì trước khi đi khái niệm về muối thì chúng ta sẽ đi một số cái ví dụ. Chúng ta thấy là hàng ngày chúng ta ăn muối ăn đúng không nào? Thì muối ăn có công thức là NaCl, nó có vị mặn. Chúng ta ăn mì chính thì nó có công thức là C5H8O4NNA, nó có vị ngọt. Chúng ta biết nó soda thì chính là muối, hay baking soda cũng chính là muối, hay là đá vôi là muối, thạch cao là muối, vân vân. Trong thực tế có rất là nhiều loại muối khác nhau. Vậy ta nhìn vào cái công thức hóa học của muối, ta thấy rõ ràng nó có hai thành phần, đó là thành phần trong các ví dụ trên, ví dụ Na là kim loại, phần CO3 là gốc axit, phần SO4 là gốc axit, phần HCO3 cũng là gốc axit. Vậy hiểu một cách ngắn gọn thì muối chính là hợp chất của kim loại liên kết với gốc axit. Chúng ta nhớ là cái khái niệm mà muối là hợp chất của kim loại liên kết với gốc axit. Muối ăn của chúng ta chỉ là một loại muối thôi, có rất nhiều loại muối khác nhau. Đấy. Vậy từ giờ trở đi chúng ta nhớ nhé, trong đầu chúng ta phải định vị là muối là hợp chất của kim loại liên kết với gốc axit. Tiếp theo, chúng ta sang phần 3, đó là phân loại về muối. Thì dựa vào cái đặc điểm của gốc axit mà các nhà khoa học chia muối thành hai loại, đó là muối axit và muối trung hòa. Không phải là muối trung tính em nhé, mà nó là muối trung hòa. Vậy từ các ví dụ về muối axit và các ví dụ về muối trung hòa thì cái phần này chúng ta chỉ học theo hướng để nhận biết thôi. Thì ta thấy là ta nhìn vào cái đặc điểm của gốc axit, đó là muối axit là muối mà gốc axit còn chứa nguyên tử hiđro, còn muối trung hòa là muối axit mà không còn chứa nguyên tử hiđro. Có nghĩa là các nguyên tử hiđro trong gốc axit được thay thế hết bằng các kim loại. Chúng ta cùng nhau nhắc lại nhé, muối axit là muối mà phân tử của nó còn hiđro ở gốc axit, còn muối trung hòa là muối mà không còn hiđro ở gốc axit. Vậy nội dung hôm nay chúng ta học vậy thôi. Các em thấy hữu ích thì hãy đăng ký kênh và follow kênh của thầy và chia sẻ cho các bạn khác cùng học nhé. Xin cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn các em ở các video buổi số 11. Xin chào, hẹn gặp lại.